đôi lúc mình đã tự hỏi rằng cuộc đời mình với cái xích đu này thì cái nào tranh vênh và đảo điên hơn nhưng mà nếu bạn không tìm ra câu trả lời thì thôi cái nào khó quá bỏ qua chúng ta có thể chuyển sang đi bay để xài rộng đôi cánh trên bầu trời rộng lớn và hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người một nơi có thể tạm quên đi cái cuộc đời đầy tranh vênh này đấy chính là Jam Arena chỗ này thì nó sẽ nằm ở trên tầng 3 của Iomo Hải Phòng để cho dễ đi thì mọi người cứ bấm thang máy đi từ tầng 1 lên đến tầng 3 xong rồi nó sẽ có hai đầu một đầu là dạp chiếu phim còn một đầu là khu trò chơi mọi người chỉ cần đi về cuối cái khu trò chơi đấy là sẽ thấy cái chỗ Jam Arena này nha đến đây thì mọi người sẽ phải mua vé và tất để được vào chơi vé vé đối với người lớn như bọn mình thì sẽ có hai mức đấy là một mức 60 phút và một mức không giới hạn thời gian và mình thì đã chọn mức không giới hạn thời gian nó sẽ có cái màu đỏ như này nè còn về cái tất bám bạc này thì mọi người có thể thuê hoặc mua nếu mua thì chỉ có 40.000 nghìn một đôi thôi và mình nghĩ là mọi người nên mua để lần sau đến đây chơi thì mình sẽ không cần phải thuê tất nữa sau khi đeo vé vào tay xong thì bọn mình sẽ đến với một màn khởi động trước khi bắt đầu vào chơi hôm nay mình đi chơi cùng với hai đứa em và vì mình đã từng chơi cái trò này rồi nên là mình rất hào hứng còn hai đứa nó đây mới là lần đầu tiên nên trông kiểu hoang mang bỡ ngỡ dã man nhưng mà thôi ai cũng có lần đầu mà cứ chơi đi không phải sợ đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với trò nhảy Santo và À, đây là cách mà người ta nhảy ở trong tưởng tượng của mình còn thực tế thì đây là cách mà mình nhảy trời ơi trông nó còn giống con thiêu thân không có chứ lệ thề chứ cái khúc này ba chị em mình trông như kiểu là ba con long quăng xong rồi chuẩn bị nhảy bổ vào một anh chàng đẹp trai nào đấy thôi bỏ qua cái sự thiêu thân đấy thì mình chuyển qua chơi cái bạt nhú để vui hơn nè vừa nãy ở kia không san tô được quả nào chứ sang đây nhảy một phát ăn ngay lên cái bục này đấy mọi người thấy mình giỏi không ơ kiểu mải chơi tí thì quên mất mục đích của mình vào đây là để đo xem cái cuộc đời của mình với cái xích đu này thì cái nào nó tranh vênh hơn đu mãi mà chẳng tìm được ra câu trả lời nên là thôi mình quyết định chuyển qua đu tường đi đùa chứ cái này trông dễ thế thôi chứ má ôi leo nó mày cần chớp à mà chơi mấy cái này mọi người yên tâm là cứ cái trò nào lên cao người ta sẽ đeo đồ bảo hộ cho mình cực kỳ an toàn luôn khi nào mà không leo được nữa thì chỉ cần nhún đẩy nhẹ chân vào tường rồi để mình rơi tự do như này là xuống được thôi thề chứ mình chỉ thích mỗi cái khúc rơi xuống này thôi leo mất 5 phút còn xuống chỉ mất 5 giây là còn chưa kịp sung sướng nữa và để đạt được cái sự sung sướng lâu lâu hơn như thế này thì bây giờ mình phải vượt qua cái chỗ như thế này vẫn là cái cảnh người ta leo và tôi leo trời ơi mấy bạn nhân viên ở đây mấy bạn ấy khỏe mà leo nhanh cực kỳ luôn đấy mình không thể nào mà theo kịp riêng cái trò này khi lần đầu tiên mình chơi thì mình nó rất là mệt luôn nhưng mà tự dưng từ sau lần thứ hai thứ ba chơi ấy thì mình cảm giác nó rất là sướng nhá cái cảm giác mà cố gắng để vượt qua xong rồi lát nữa mình được bay ấy ui cái cảm giác là nó phê lắm và khi vượt qua được cái rào này rồi thì việc đi cầu gỗ sang bên kia cực kỳ dễ dàng luôn chỉ cần đúng một đường thẳng thôi là đến dễ hơn cán kẹo và phần thưởng cho sự vượt lên chính mình này là một chuyến đi bay đầy ngắn ngủi nhưng mà đảm bảo là bao phê bao sướng bao nghiện và kết quả là hai đứa em mình chơi nó cũng đam mê luôn cái cảm giác này giống mình chơi xong cái trò này ở tầng hai mà cũng không có gan chơi tiếp lên tầng ba nên là thôi đành đứng đây nhìn mọi người chơi vậy và chả hiểu sao hai đứa em mình chơi xong nó mệt quá nó xuống đây nó nằm luôn mọi người ạ. á à, à đã thế cứ thứ tư hàng tuần có chương trình đi ba tính tiền hai mình sẽ lôi hai đứa này đi để rèn luyện sức khỏe mới được. Chứ như thế này thì làm sao mà qua được thể chất? Còn ở đây bác nào có ý định đi chơi nhóm thì cứ đi thứ tư cho mình đảm bảo là bao rẻ luôn. Tất cả những cái đồ hay dùng thì mình sẽ để dưới comment nha. Còn bây giờ thì đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nữa nhá. Bye bye.